Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ review chi tiết và test khả năng xử lý effect đỉnh cao trên dòng vang số Shiso DTS 7.1. Đây là dòng sản phẩm rất là cao cấp của hãng Shiso, được trang bị chip Adreno Device 21489, có hai đường quang vào và sẽ có 8 ao độc lập, một con vang cực kỳ thông minh và cũng rất là chuyên nghiệp. Với con vang này, anh em hoàn toàn có thể biến cổng 1, cổng 2, lấy echo hoặc reverse, cổng 3, cổng 4, cổng 5, cổng 6, cổng 7, cổng 8. Đều như vậy các bác nhá. Nó sẽ xử lý độc lập và anh em muốn cho cái gì vào cũng được. Đó, anh em làm effect rời trên con vang này thì khẳng định các bác luôn là tiếng nó cực kỳ hay luôn các bác nhá. Khả năng chống hú đỉnh cao, rất là thông minh. Và cái khả năng xử lý reverse trên Shiso nói chung và đối với mã DTS 7.1 nói riêng, bao hay các bác nhá, bao cực kỳ mượt mà luôn. Về thiết kế, đây cũng là một con vang được thiết kế rất là đẹp và rất là đặc trưng của Shiso. Đó, mặt gương màu đen, rất sang trọng các bác nhá. Và con này thì nó sẽ sử dụng khởi động mềm. Đó, đây là nút nguồn này. Chúng ta có thể sử dụng cái điều khiển, các bác nhá, điều khiển để chúng ta bật và tắt nguồn trên con vang này, không cần sờ vào vang. Đó, bốn cái chiếc áp bằng nhôm. Chiếc áp này là vỏ nhôm các bác nhá. Và chiếc áp bi để to nhỏ music này, to nhỏ nhạc này. Đó, delay này và echo, đó, nhiều ít echo ấy. Đồng thời đây cũng là cái phím vừa ấn vừa xoay và chúng ta sẽ chọn các cái cấu hình. Ví dụ anh em ấn nó vào thì nó sẽ là M1, ấn sang bên này là M2, M3, M4, rất đặc trưng của Shiso các bác nhá. Đó. Chip Adreno Device 21489. Đây nó hơi ngược sáng một chút. Đây các bác, 21489, một con chip khá là phổ biến ở những cái dòng vang số cao cấp. Và cũng nói luôn là không phải con vang nào được trang bị chip 21489 cũng là con vang hay. Có nhiều con được trang bị chip 21489 nhưng cũng bình thường. Em dùng từ là bình thường, không có gì là xuất sắc. Tuy nhiên đối với Shiso thì mọi người biết rồi, kể cả con T3 nó chỉ sử dụng con chip 21375 thôi, nhưng mà tiếng của nó cũng rất là mượt và hay. Đó, một con giải mã Analog Device AD1939 này, giải mã mic AKM này, và những cái con IC, các bác nhìn những con IC 4558 ở từng một cái chân cổng ra như này. Đó, nguồn nó sử dụng nguồn xung, cho nên là về linh kiện máy móc bên trong mọi người nhìn thấy ở bất cứ một cái đời nào của Shiso, dù đắt dù rẻ gì các bác nhá, dù đắt dù rẻ, dù đời cao đời thấp gì thì nó cũng chỉ có bấy nhiêu cái ruột. Đó, nhiều bác thì khi mà xem cái ruột Shiso có thể là mọi người không thích, nhưng mà khi anh em đã trải nghiệm, anh em đã chơi thì mọi người biết được rằng là cái khả năng xử lý nó đỉnh như thế nào các bác nhé. Đó, con vang này thì tất nhiên nó sẽ có hai mic AB các bác nhé, mic A mic B riêng biệt này, có hai đường quang vào, quang 1, quang 2, hai cái đường bông sen cũng đồng trục, và tất nhiên là 8 ao độc lập, tất cả cái chân của nó đều là chân đồng, rất là chắc chắn các bác nhé, rất là xịn sò luôn. Đấy, về thiết kế thì cực kỳ đẹp, và mặt nó đây mọi người nhìn ạ, đây số lượng em không còn nhiều, hôm trước về cũng nhiều lắm nhưng bây giờ chỉ còn lại vài con thôi các bác. Đó, cái chữ màu vàng các bác nhá, chữ màu vàng trên cái phông nền toàn thể là màu đen như này, rất đẹp. Và đây là cái nơi để chúng ta kết nối phần mềm để chúng ta điều chỉnh trên máy tính. Và sau đây thì em sẽ test các bác nhá, sẽ test một bản karaoke và các bác nghe và các bác cảm nhận. Còn trước tiên đây là cấu hình mà em để tất cả là mặc định các bác nhá. Hôm nay em đã reset con vang này về mặc định và hiện tại bây giờ không có can thiệp bất cứ một cái gì hết. Đó, xin lỗi các bác. Không có can thiệp bất cứ một cái gì về equalizer hay về thay đổi một cái gì hết các bác nhá. Tất cả là để phẳng hết. Đó. Đường cổng ra thì em đang sử dụng cho ao 1, ao 2. Đây, ao 1, ao 2 đây. Mới là cắt cái tần số thấp thôi, bây giờ em reset luôn. Đó, reset luôn nhá, cổng 1, cổng 2, có nghĩa là tất cả là mặc định các bác, mặc định hết. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng cảm nhận xem là khả năng xử lý của nó mượt mà như nào. Đầu tiên em alo không cho mọi người nghe. 1 2. Em có nhớ bài ca dao đầu đời? Sao bay? Riêng khả năng chống hú thì Shiso nó rất là đỉnh các bác nhá. Và đây là một cái cấu hình mặc định, có lẽ em reset lại nhà máy nó sản xuất ra làm sao thì em đang để không như vậy. Mọi người thấy là trên thị trường hiện nay chắc là không có con vang nào để mặc định mà nó mượt mà như vậy được các bác. Đấy là em để mặc định nhá. Còn khi mà gửi đi cho các bác thì sẽ theo từng cái dàn máy, sẽ theo cái cấu hình để em có những cái thay đổi, những cái cài đặt cho nó phù hợp hơn. Còn bây giờ thì em test vào bản karaoke, xin mời các bác nhé.
khi đèn cười vui mới đó, nhưng giờ tiếc chẳng hề thêm gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giờ thì nhiều người theo quanh hiu trống vắng kỳ nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay vơi, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chung ngồi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc ngơ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đẹp về trong lòng huyền sâu. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Hát nó rất là mượt, nó rất là giòn và chúng ta nghe cái lời nó rất là rõ ràng các bạn nhá. Mặc dù là em đang để phẳng, tất cả là phẳng và mặc định, thì ở đây khi mà để phẳng như này thì tất nhiên là cục đẩy, bộ mic và cái loa của em nó cũng phải là những cái dòng chất lượng, chúng ta để phẳng như vậy chúng ta mới hát được. Nhưng mọi người nghe cái độ mượt mà của effect là mọi người biết được rằng là con vang này nó xử lý như thế nào khi ở chế độ mặc định. Còn em nói một lần nữa là trước khi gửi đi thì em cũng sẽ cài cho anh em đủ 4 mode các bác nhá, theo cái remote anh em có thể là chọn để anh em trải nghiệm. Và chắc chắn các bác, một con vàng sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng. Thì bác nào đang quan tâm, liên hệ trực tiếp với Hoàng Em Thanh qua số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.